Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mình có chủ đề mới của chúng ta sẽ là họ có sợ mất bạn hay không, và đây là một chủ đề do một số bạn yêu cầu ha. Và đây là những trao bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi họ có sợ mất bạn hay không. Và đây là một cái chủ đề do một số bạn yêu cầu ha. Và đây là một trái bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người rất là thân thiện, hòa đồng, và có khả năng là bạn cũng làm việc liên quan đến hội nhóm, đến cộng đồng ha. Hoặc là các bạn quen nhau, quen người yêu các bạn thông qua bạn bè, buổi tiệc, hoặc là qua một cái trang mạng cộng đồng gì đó. Mình thấy bạn là một người có một cái suy nghĩ rất là rõ ràng, thấu đáo, sáng suốt, và bạn là một người cũng khá là tài hoa, đào hoa, được nhiều người thích. Và mình thấy là bạn chỉ mong ước có một cái chuyện tình yêu thật sự gọi là ngọt ngào, chân thành với nhau, và bạn chỉ cần một người đến để sưởi ấm trái tim của bạn thôi ha. Rồi để mình xem coi cái người yêu của bạn là ai. Mình thấy người yêu của bạn đây là một người họ có một cái sự vững vàng, quyết đoán, mạnh mẽ, kiên cường, và là một người có sự gọi là luật lệ, nguyên tắc. Cái người này thì mình thấy họ là một người không có dễ thay đổi đâu ha. Họ nói đâu ra đó, đàng hoàng, tử tế. Và cái người này thì mình thấy có khả năng trước đó cuộc sống của họ đã có những cái sự mất mát, buồn bã gì đó. Có khả năng đã từng rời bỏ một cái mối quan hệ nào đó cũng khá là lâu năm, và cảm thấy đôi khi cũng có những cái hoài niệm về cái mối quan hệ đó. Và mình thấy cái người này thì họ đã kết thúc hoàn toàn cái chương cũ đó rồi ha. Và cái người này thì họ là một người có một sự cống hiến, có sự gọi là muốn đóng góp cho cuộc sống này những cái giá trị tích cực và tốt đẹp nhất. Và cái người này thì mình thấy họ có sự cởi mở. Cái người này có khả năng là rất là giỏi về ngoại ngữ, hoặc là họ là một người rất là thích giao lưu văn hóa, phong tục tập quán rồi đó, thích kết bạn. Và đây là một người ở xa bạn ha. Có khả năng hai bạn sống ở hai quốc gia khác nhau, hoặc là một số bạn thì quen người nước ngoài ở đây. Rồi, để bây giờ chúng ta cùng xem coi bạn nam, bạn nữ trong cái trai bài này là ai. Nếu bạn là bạn nam xem trai bài thì cái người mang năng lượng nữ trong trai bài này chính là đối tượng của bạn. Còn nếu như bạn là bạn nữ xem trai bài thì cái người mang năng lượng nam trong trai bài này chính là đối tượng của bạn nha. Mình thấy bạn nam này thì bạn rất là chăm chỉ làm việc, siêng năng, cần cù ha, mẫn cán. Và đây là một người có sự gọi là rất là quý trọng đồng tiền do mình làm ra, là một người có một cái sự gọi là uy tín, nói ít làm nhiều, một người tôn trọng đạo lý, một người bền bỉ và có một cái sự trật tự trong công việc. Cái người này không có thích những cái sự bề bộn đâu. Và cái người này thì mình thấy họ rất là cuồng công việc, và họ là một người khi mà đã nhắm đến cái mục tiêu hướng đi là họ sẽ có một cái sự vững vàng,
tiến bước và cố gắng nỗ lực hết sức mình để vươn tới đỉnh cao. Cái người này mình thấy cuộc sống của họ có sự đơn độc ha, và họ có khả năng là rất là giỏi trong việc làm việc độc lập á. Cái người này thì mình thấy là cuộc sống của họ thì đôi khi họ bị mất ngủ và họ đang cố gắng gọi là cân bằng lại cái giấc ngủ của bản thân. Và cái người này mình thấy họ khi mà họ đã có sự quyết tâm, có sức mạnh ý chí, nội tâm lớn, vững mạnh là họ sẽ có khả năng làm được bất cứ điều gì mà họ mong muốn. Và khi mà họ thực hiện bất kỳ kế hoạch thì họ luôn có một cái sự gọi là rõ ràng, không mơ mộng và có những cái chiến lược kỹ càng, kỹ lưỡng cho bản thân ha. Bạn nam này thì mình thấy bạn là một người mang năng lượng người cha trong gia đình, một người trụ cột trong gia đình đó. Có khả năng một số bạn ở đây thì là cha hoặc mẹ đơn thân chọn tụ bài này ha. Mình thấy cả hai bạn đều là những người có nhiều đối tượng săn đuổi đó, những người có sức hút. Mình thấy bạn nữ ở đây thì bạn đã từng kết thúc một cái mối quan hệ cũng mệt mỏi nặng nề lắm, và bạn đã hoàn toàn gọi là kết thúc cái chương cũ đó rồi. Và mình thấy thì bạn nữ này là một người có một cái sự gọi là nhân từ, nhân hậu, thấu hiểu lòng người và có sự bao dung rộng lượng. Và bạn nữ này mình thấy có khí chất ha, có sự kiêu sa, có sự gọi là sang trọng và tao nhã. Bạn nữ này mình thấy có đôi bàn tay rất là đẹp và có một sự tinh tế trong cuộc sống, có óc thẩm mỹ và biết làm đẹp cho bản thân, có sự tự tin, nết na đoan chính, tử tế. Và bạn nữ này mình thấy là bạn có sự nguyên tắc riêng ha, có sự bản lĩnh mạnh mẽ, cứng cỏi, đâu ra đó đàng hoàng. Và mình thấy bạn nữ này thì bạn đang trong giai đoạn một cuộc sống mới tràn đầy những niềm vui, những cái điều gọi là hồn nhiên, thoải mái, thư thái ha. Và bạn nữ này rất là thích đi du lịch phượt. Bạn nữ này mình thấy thì bạn là một người có trực giác. Mình thấy thì trong mối quan hệ này á, bạn nữ này bạn đôi khi bạn cũng hoang mang, không biết tương lai nó sẽ đi về đâu. Đôi khi cũng có những cái giai đoạn gọi là suy nghĩ bất an và lo lắng trằn trọc ha, bị mù đường, mất phương hướng. Và bạn thấy mối quan hệ này đôi khi các bạn cũng có những cái sự tranh luận cãi vã gì đó, không có đồng quan điểm. Mặc dù các bạn cũng có một cái sự tương hợp với nhau khá là nhiều, nhưng đôi khi cũng có những cái điều mà các bạn cảm thấy trăn trở trong mối quan hệ này. Tuy nhiên mình thấy bạn nữ này bạn cũng có một cái hướng muốn đi đến lâu dài, muốn có một cái sự trọn vẹn, 10 ly hạnh phúc trong cái mối quan hệ này ha. Mình thấy bạn nam này yêu bạn nữ này khá là nhiều đó, yêu sâu đậm đó, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và mình thấy thì bạn nam này trong tình yêu này đôi khi cũng bị bạn nữ này khiến cho cảm thấy cũng khá là buồn phiền về một cái vấn đề gì đó mà các bạn chưa hiểu nhau. Có khả năng một số bạn đang trong giai đoạn kết nối chia tay và các bạn chưa hiểu nhau, các bạn đang có sự chiến tranh lạnh, không có ngừng nghỉ, không có nói chuyện với nhau ha. Mặc dù vậy nhưng mình thấy là bạn nam này bạn vẫn giữ một cái tình yêu vô cùng đắm đuối, mặn nồng, tha thiết với bạn nữ này.
Mình thấy bạn nam này yêu bạn nữ này rất là nhiều luôn, cho nên nếu mà hỏi họ có sợ mất bạn hay không, bạn nam có sợ mất bạn nữ hay không thì mình thấy là có. Tại vì khi mà mất bạn nữ này bạn sẽ cảm thấy vô cùng sụp đổ, tại vì bạn nữ là một người giống như là ước mơ trở thành sự thật của bạn ấy vậy đó. Và tình yêu bạn nam dành cho bạn nữ là một cái tình yêu chân thật ha, cái tình yêu mà bạn nghĩ là được thần Cupid đem đến cho bạn. Và mình thấy bạn nam này cũng muốn xây dựng một cái sự cam kết vững bền lâu dài trong cái chuyện tình cảm này. Mặc dù bạn không có biết thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng mà mình thấy trong cái tư tưởng mà ấy là bạn cũng muốn có một cái sự gọi là vững vàng đem đến cho bạn nữ này một cái tình yêu lâu dài vững chắc. Nhưng mà khi mà nếu mà mất bạn nữ này đi thì bạn nam bạn sẽ cảm thấy khá là buồn phiền, nhưng mà mình thấy là bạn giấu trong tim và bạn vẫn tập trung cho công việc của bản thân. Thì nếu mà họ có mất hay sợ mất hay không thì có sợ đó, nhưng mà hả, như nếu như là bạn nữ bạn đã quyết định bạn rời đi thì bạn nam vẫn tôn trọng, vẫn giữ cái nỗi đau thầm kín ở trong lòng ha. Mình thấy nếu như bạn nam mà bạn rời đi thì bạn nữ sẽ cảm thấy một cái cảm giác vô cùng dằn vặt bản thân đó, cảm thấy như là buồn bã nuối tiếc, cảm thấy như là cuộc sống mất đi những cái niềm vui. Nhưng mà mình thấy là bạn nữ phải sẽ vượt qua được, tại vì bạn ấy là một người đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống rồi, cũng đã từng trải qua những giai đoạn chia tay ngắt kết nối với những người cũ rồi, thì mình thấy là bạn cũng sẽ rất là dễ dàng có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Mặc dù bạn buồn đó, nhưng mà bạn cũng sẽ không nói ra, và bạn có một cái sự gọi là chôn kín trong tim, và bạn cố gắng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó, tìm thấy cái bến bình yên và bắt đầu một cái sự khởi đầu mới trong cuộc sống. Nếu bạn nam bạn gọi là bạn không còn ở bên bạn nữ nữa thì bạn nữ cũng sẽ có một sự vững vàng trong tinh thần và cố gắng tìm thấy niềm vui cho cuộc đời của mình. Thông qua bạn bè chẳng hạn, hoặc là tìm thấy niềm vui trong chính bản thân mình, làm những gì mình yêu thích, phát triển cuộc sống của mình. Mình thấy bạn nữ là một người có một sự gọi là rất là kiên định rồi. Dù như thế nào cũng sẽ không có thể gọi là khiến bạn ấy bị gọi là quá nhiều cái sự ngập chìm nỗi đau đâu. Thì bạn vẫn cũng có một cái sự sợ hãi rằng nếu mà bạn nam bạn rời đi thì bạn cũng cảm thấy như là bị lạc lõng á, bị mất đi niềm vui. Nhưng mà mình thấy bạn sẽ mau chóng lấy lại được tinh thần. Nhưng mà bạn cũng sẽ lưu lại những kỷ niệm này và khó quên ha. Mặc dù vậy nhưng mà bạn sẽ cố gắng vượt qua được, bắt đầu một cái sự khởi đầu mới cho bản thân bạn ấy. Mình thấy cả hai bạn ở đây, các bạn đều đã từng trải qua những giai đoạn đau thương mất mát trong quá khứ rồi, cho nên mình thấy thì thật sự dù các bạn có mất đi người yêu thì các bạn cũng tìm lại cái sự cân bằng trong cuộc sống và giữ cái niềm đau ấy trong tim các bạn ha. Riêng bạn nam mình thấy bạn yêu nhiều thì mình thấy bạn có sự sụp đổ, có sự buồn bã và trở nên rất là khó khăn, mệt mỏi và có khả năng là sẽ rơi lệ nữa đó. Tuy nhiên thì bạn cũng sẽ cố gắng sống sao cho có sự gọi là tích cực nhất, vẫn sẽ tập trung cuồng vào công việc và phát triển tiền tài vật chất của bản thân để tìm thấy cái niềm vui cho cuộc sống. Và đôi khi bạn nghĩ nếu mà không có duyên bạn nữ này thì khi mà bạn ấy có một sự gọi là cố gắng chấn chỉnh bản thân thì tương lai cũng sẽ gặp được người phù hợp mà thôi. Cho nên tạm thời các bạn yêu nhau thì các bạn sẽ có sợ mất nhau, có các bạn có những cái trằn trọc lo lắng bất an. Nhưng mà khi mà các bạn đã thực sự gọi là quyết định rời xa nhau thì mình thấy là các bạn vẫn có một cái sự gọi là mạnh mẽ để vượt qua được cái nỗi đau này ha.
Một số bạn các bạn đang nhìn hình ảnh của nhau nè, nhung nhớ về nhau và muốn có những cái kỷ niệm mới dành cho nhau. Một số bạn đang trong giai đoạn kết nối thì mình thấy các bạn muốn đặt đi xây lại cái mối quan hệ này để trở nên gọi là vững chắc hơn, kiên cố hơn. Một số bạn thì mình thấy đang trong giai đoạn kết thúc để bắt đầu một chương mới, một cái sự trưởng chạc trưởng thành, một cái sự chuyển hóa mới, sự thay đổi mới trong tình yêu này ha. Mình thấy sắp tới sẽ có ai đó gọi điện thảo lộ tình cảm với bạn, một tin nhắn tình yêu đưa ra, các bạn suy nghĩ về nhau, các bạn cho nhau biết những cái nỗi lòng của các bạn dành cho nhau ha. Bạn nam muốn nói bạn nữ và bạn ước gì bạn đã đối xử với bạn nữ này tốt hơn. Cái này chắc dành cho những bạn ấy kết nối chia tay, còn những bạn nào đang quen nhau bình thường thì bạn muốn cho bạn nữ là những điều tốt đẹp hơn nữa. Bạn nam bạn nói là bạn đã biết rằng bạn đã làm xáo trộn mọi thứ trong cái tình yêu này và bạn không thể nào ngừng nghĩ về các bạn nữ này ha. Bạn nữ này bạn muốn nói là bạn muốn nói cho bạn nam biết được những gì mà bạn ấy đang nghĩ về cái mối quan hệ này ha, về tình cảm này. Và bạn muốn cảm nhận được cái điều đó một lần nữa, khả năng là các bạn có những cái cảm xúc gì đó, hoặc là các bạn trong những lúc hôn nhau các bạn có những cảm xúc gọi là nó thấm thiết mặn nồng, bạn muốn cảm nhận được cảm giác yêu đó một lần nữa chẳng hạn. Và bạn nữ nên nói là có quá nhiều thứ gợi nhớ bạn ấy về bạn nam này. Bạn nhìn thấy gì và bạn là nghe nhạc hoặc là đọc sách hoặc là xem phim ảnh hay gì đó thấy đều có sự gợi nhớ bạn nam này ha. Rồi bây giờ để mình xem coi phần cung hoàng đạo, có thể là bất kỳ cung hoàng đạo nào nha. Cái này chỉ là phần tham khảo, xem giải trí tham khảo cho các bạn xem cho vui thôi, chứ thực sự có khả năng là bất kỳ cung hoàng đạo nào ha. Và để xem những cung hoàng đạo nổi bật trong cái trái bài này nè, cung hoàng đạo nào: Bạch Dương, Sư Tử, Bọ Cạp, Thiên Bình ha. Rồi chữ cái trong tên. Ở đây chủ yếu là cái nội dung trả bài thôi, còn phần này phần phụ do một số bạn yêu cầu thì mình làm thôi. Chữ giờ hoặc chữ đờ, chữ cờ, chữ bờ, chữ A, chữ N, chữ H ha. Rồi bây giờ mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi họ có sợ mất bạn hay không. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người sống rất là ngay thẳng và chính trực ha. Các bạn không có thích dựa dẫm hoặc làm nợ nần ai hết. Các bạn thích tự tay mình làm nên tất cả, tự kiến tạo nên cuộc sống vật chất, tinh thần ổn định cho tương lai của bạn. Mình thấy bạn rất là quan tâm đến cha mẹ của bạn ha, gia đình ông bà đó. Và mình thấy cuộc sống của bạn đang có một cái sự dõi theo từ ơn trên, từ vũ trụ á. Vũ trụ đang ngắm nhìn những cái hành động, những cái cư xử, niềm tin của bạn trong cuộc sống như thế nào để vũ trụ sẽ trao tặng cho bạn một món quà nào đó ha. Rồi để mình xem coi người yêu của bạn là ai.
Mình thấy đây là một người luôn có những cái ý tưởng rất là độc đáo, sáng tạo, lại người rất là tự tin trong cuộc sống, là một người khi mà đã xác định được hướng đi, xác định được cái mục tiêu, mục đích sống là sẽ rất là vững vàng. Và cái người này thì họ có khả năng gọi là thiên biến vạn hóa, có khả năng biến ước mơ trở thành sự thật, và họ luôn có những cái kế hoạch, những cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng chi tiết cho bản thân, cho tương lai của họ ha. À, và cái người này thì mình thấy lời ăn tiếng nói của họ có sự sắc bén. Trời. À, nếu bây giờ bạn là bạn nam xem trải bài thì cái người mang năng lượng nữ trong trải bài này chính là đối tượng của bạn. Còn nếu như bạn là bạn nữ xem trải bài thì cái người mang năng lượng nam trong trải bài này chính là đối tượng của bạn nha. Mình thấy bạn nam này là một người làm việc liên quan đến cộng đồng, đến hội nhóm gì đó. Và mình thấy bạn này thì bạn cũng đạt được nhiều thắng lợi, thành công trong cuộc sống rồi. Và cái bạn nam này mình thấy bạn là một người có nhóm bạn riêng ha, một người thân thiện, hòa đồng. Và mình thấy cái bạn nam này thì bạn là một người rất là siêng năng, chăm chỉ làm việc. Và bạn là một người rất là biết cân bằng trong cuộc sống, có sự ổn định, vững chắc. Và bạn là một người biết tiết kiệm trong chi tiêu. Bạn nam này thì mình thấy bạn ở bên ngoài thì bạn rất là siêng năng, rất là ngay thẳng, rất là chăm chú làm việc, bên trong thì rất là nồng nàn, thắm thiết và lãng mạn ha. Có cảm xúc cực kỳ nhiều và có sự gọi là nồng ấm trong trái tim. Và bạn nam này mình thấy là công việc của bạn mang tính chất di chuyển khá là nhiều, hoặc là một số bạn các bạn yêu xa ha, cách nhau hai quốc gia khác nhau, hoặc là có khả năng là hai ở ở cách xa một đại dương. Bạn nam này mang năng lượng của người cha, người chồng trong gia đình, một người trụ cột, một người có khả năng đảm đương, gánh vác những cái trách nhiệm quan trọng, và là một người làm việc theo trật tự, khuôn khổ, là một người sống khá là nguyên tắc, và có sự quyết đoán. Và bạn ấy rất là chủ động trong cuộc sống ha, chủ động giải quyết vấn đề và chủ động tìm ra phương hướng, tìm ra con đường cho bản thân mình. Mình thấy bạn nữ đây là một người làm việc cũng liên quan đến cộng đồng đó, là một người có kỹ năng tay nghề, có sự khéo léo tỉ mỉ. Và bạn nữ này mình thấy bạn có sự quyết đoán, chính trực, sống có trách nhiệm, có sự chung thủy tận tâm, là một người sắc sảo, trí tuệ, khôn ngoan, đôi phần khá lạnh lùng, nguyên tắc, có sự bền vững ha. Bạn nữ này mình thấy bạn là một người đâu ra đó, muốn cái gì cũng phải có sự rõ ràng, không muốn những điều mập mờ, công mập mờ và không có hướng đi. Nói chung là bạn là một người yêu là phải dứt khoát, phải rõ ràng, phải có tương lai thì bạn mới yêu. Và bạn nữ này mình thấy thì có khả năng một số bạn ở đây các bạn đã từng là người cũ của nhau rồi ha, đã từng gọi là chia tay ngắt kết nối rồi, hoặc một số bạn đã từng và bây giờ các bạn đã có sự quay lại. Nói chung là có nhiều trường hợp ở đây. Bạn nữ này mình thấy là bạn đang rất là trân trọng những gì bạn đang có, bạn đang có một cái cuộc sống khá là ổn định, có sự sung túc đủ đầy, và bạn cảm thấy trọn vẹn, bạn cảm thấy biết ơn vũ trụ rất là nhiều về những gì mà vũ trụ đem đến cho bạn ấy ha. Bạn nữ này mình thấy bạn luôn giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh và có sự tiết chế trong ăn tiếng nói, là một người rất là quan tâm gia đình của mình, rất là yêu thương cha mẹ của mình. Và đồng thời bạn nữ này là một người hoài niệm, hay nhớ về chuyện cũ, và đồng thời bạn nữ này cũng là một người rất là thích chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh, có sự mộc mạc, giản dị và đơn sơ, có trái tim thuần khiết ha. Mặc dù vẻ bề ngoài của bạn ấy có sự gọi là khó gần á, nhưng mà thực sự bạn ấy là người rất là tốt.
và bạn ấy không có thích nợ nần ai hết ha. Đâu ra đó sòng phẳng, cũng có phần gọi là vui vẻ nữa, có phần hài hước. Nhưng mà chỉ khi nào mà bạn ở chung với những người quen, những người thân bạn thì bạn mới trổ tài thôi. Bình thường thì bạn rất là nghiêm túc trong công việc. Và mình thấy một số bạn thì các bạn quen nhau qua môi trường bạn bè hoặc là cộng đồng, hoặc là bạn cũ của nhau. Một số bạn thì quen nhau qua một chuyến đi ha, buổi tiệc nào đó. Mình thấy trong mối quan hệ này các bạn vừa là bạn bè, vừa là người yêu. Các bạn có sự thấu hiểu nhau, và các bạn cảm thấy rất là hòa hợp với nhau ha. Và mình thấy trong tình cảm này thì mình thấy bạn nam bạn dâng tràn ly cảm xúc cho bạn nữ này luôn. Bạn nữ này cũng vậy, nói chung cái tình yêu là tình yêu vô điều kiện, tình yêu mà các bạn trao cho nhau những cái sự gọi là ngọt ngào, và các bạn không có mưu mô xảo trá gì hết ở đây, có sự hồn nhiên ở đây. Mình thấy một số bạn nữ ở đây khá được nhiều người săn đón, cả bạn nam cũng vậy. Nói chung các bạn đều là những người có cái sự cuốn hút, được nhiều người yêu thích ha. Mình thấy một số bạn đang trong giai đoạn có vấn đề, gọi là kiểu như các bạn đang có những cái sự tổn thương gì đó trong tình yêu này, hoặc là các bạn đang có sự gọi là ngừng nghỉ với nhau rồi ha. Mình thấy thì tình cảm này á, bạn nam bạn cảm nhận bạn nữ là một người đem đến cho bạn những cảm xúc vô cùng gọi là nó đặc biệt, nó phong phú. Cảm thấy có một sự gọi là gắn kết bạn nữ rất là nhiều ha, tràn đầy những cảm xúc yêu thương, thấm thiết. Tuy nhiên bạn yêu nhưng mà bạn không nói ra, và ở vẻ ngoài bạn ấy là một người rất là ngay thẳng, là một người rất là lạnh lùng, khó đoán. Và bạn ấy là một người, bạn nam á, bạn luôn gọi là nguyên tắc luật lệ, luôn khắt khe và luôn bảo vệ cho chính kiến, cho cái quan điểm cá nhân của mình, và bạn chưa có một cái sự gọi là uyển chuyển trong tình yêu, chưa biết thấu hiểu người yêu của mình, mặc dù yêu nhưng mà bạn chưa biết cách yêu. Bạn nam này thì mình thấy bạn đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống và tình cảm. Có khả năng là một số bạn thì các bạn đã ngắt kết nối, và bạn nam này bạn đang tập trung vào công việc rất là nhiều nha. Hoặc là một số bạn hổm rày các bạn không có nói chuyện với nhau là do bạn nam này bạn lo làm việc đó với những bạn mà không có ngắt kết nối chia tay á. Bạn nam này thì mình thấy bạn rất là thông minh, sắc sảo, hiểu rộng, hiểu sâu và biết nhiều. Một người rất là vững vàng, quyết đoán và có phần lý trí, không có dùng tình cảm trong công việc lẫn trong tình yêu luôn. Nói chung là khi bạn quyết định điều gì đó thì quyết định một cách dứt khoát. Và bạn ấy là một người rất là chăm chỉ ha, đâu ra đó đàng hoàng, là một người kiên vững và thích kiếm tiền nhiều hơn. Mình thấy bạn nữ có một cái sự tôn trọng bạn nam này, cảm thấy bạn nam là một người rất là rắn chắc, rất là vững vàng ha, một người chung thủy, một người có tầm nhìn, có hướng đi, là một người giống như mơ ước của bạn ấy vậy đó. Và trong tình yêu này thì mình thấy bạn nữ vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình để trở thành một người vững vàng, một người tài giỏi, một người ưu tú để có thể gọi là xứng đôi với bạn nam này. Và mình thấy trong tình yêu này bạn nữ đang đứng trước giữa hai sự lựa chọn, cả hai bạn đang cố gắng cân bằng, điềm tĩnh lại. Một số bạn các bạn đang có sự nhung nhớ về nhau nhưng mà các bạn vẫn giữ cái quan điểm của cá nhân, các bạn chưa biết gọi là hòa hợp với nhau về cái mối vấn đề nào đó trong cái tình yêu này. Mình thấy bạn nữ bạn đang cố gắng cân bằng và đang cố gắng gọi là tìm ra cái phương hướng giải quyết, hoặc là mình thấy một số bạn nữ ở đây thì bạn đang đương đầu với những cái khó khăn trở ngại trong tình yêu này, những cái điều mà gọi là lo lắng bồn chồn của bạn ấy trong mối quan hệ này, và bạn đang cố gắng gọi là
Một số bạn đang có sự gọi là không biết nên tiếp tục hay buông bỏ ha. Một số bạn nữ ở đây đang ngóng chờ những cái hành động chủ động từ bạn nam này rất là nhiều. Và đồng thời bạn nữ này là một người có một cái sự rắn rỏi, một người khéo léo, thông minh, trí tuệ, ăn nói duyên dáng, tinh tường. Và bạn nữ ở đây cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng bạn ấy. Và mình thấy thì mối quan hệ này bạn nữ cảm thấy rất là vui, cảm thấy như là mình được người khác hiểu và yêu thương mình cái thật lòng, chân thành và có sự hồn nhiên ở đây. Tuy nhiên một số bạn thì các bạn vẫn còn có sự trăn trở vì bạn nam này khá là cứng nhắc ha, và chưa biết gọi là thấu hiểu người yêu mình nhiều lắm. Chưa có bày tỏ tình cảm nhiều, mặc dù yêu thì có yêu nhưng mà có một cái sự gọi là bảo vệ bản thân quá, chưa biết mở lòng. Mình thấy bạn nam này á, vẻ ngoài cứng rắn nhưng mà bên trong rất là khá là hơi bị cảm xúc luôn, có sự hơi yếu đuối chút. Nói chung là nếu mà bạn nữ này mới rời đi á, bạn nam này bị mất bạn nữ này thì bạn có sự sợ hãi đó, có sự lo lắng đó, nhưng mà vẫn giữ một cái mặt lạnh tanh nha, không để cho người khác biết điểm yếu của mình. Mặc dù vẻ ngoài thì khá là bình thường nhưng bên trong là sông sâu biển rộng luôn, rất là buồn bã. Có sự mất mát ở đây vì bạn cảm nhận bạn nữ này, chỉ có bạn nữ này mới đem đến cho bạn cái sự hạnh phúc, cái sự tròn đầy, cái sự trọn vẹn. Và bạn nếu mà mất đi bạn nữ này thì bạn sẽ cảm nhận như là cuộc sống mất đi cái sự cân bằng, và cuộc sống không có cân bằng đối với bạn ấy kiểu như vậy. Và bạn sẽ gọi là độc thân một thời gian khá là lâu luôn. Nói chung là bạn buồn, bạn thích ở một mình, bạn tìm về cái chốn bình yên và luôn nhớ về những cái chuyện cũ, luôn có sự nuối tiếc muộn màng. Và khi mà mất đi bạn nữ này rồi thì bạn sẽ trong giai đoạn giống như là bị người khác trộm mất đi một cái điều gì đó quý giá. Bạn có sự nuối tiếc, có sự gọi là theo dõi quan sát nhưng mà có sự gọi là âm thầm và lặng lẽ ở đây ha. Nói chung là bị đấu tranh giằng co tâm lý rất là nhiều. Và cảm thấy như cuộc sống thiếu đi cái sức sống á. Và bạn sẽ luôn nhớ về những phút giây mà các bạn đã có với nhau và có những cái sự gọi là vô cùng gọi là buồn bã. Bạn nam này mình thấy bạn còn có sự gọi là bị che mắt đó. Nói chung là bạn chưa có nhìn thấu được những cái vấn đề trong tình yêu này, chưa biết cách thấu hiểu người yêu. Và khi mà bạn nữ này đi rồi, bạn nam này bạn có một cái sự lắng động, chiêm nghiệm và có sự gọi là mới rõ ràng mọi thứ được. Mình thấy thì bạn nữ yêu bạn nam này rất là nhiều luôn. Nhưng mà bạn nam này bạn nếu mà mất bạn nam này rồi thì bạn nữ bạn sẽ gọi là suy nghĩ kỹ càng, thấu suốt mọi điều rõ ràng, chứ bạn không có sự gọi là đau đớn buốt giá quá. Mà bạn sẽ tập trung lo cho công việc, xây dựng tiền tài vật chất ổn định. Và bạn gọi là sẽ biết đương đầu với những cái buồn, nỗi lo lắng, sự bất an, để có thể làm giữ vững cho mình một cái tinh thần vững chắc để lo cho cuộc sống tương lai của mình nữa ha. Vì mình thấy bạn nữ này cũng đã trải nghiệm nhiều rồi,
Cho nên bạn cũng có những cái sự gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng và chững chạc hơn rất là nhiều. Bạn thấu suốt mọi điều. Và mình thấy thì bạn sẽ tìm vui trong cái những người bạn chia sẻ với bạn ấy, hoặc là trong cộng đồng bạn ấy ha, tìm thấy niềm vui trong công việc. Và đôi khi bạn nữ này bạn nghĩ nếu mà bạn nam này mất đi bạn ấy thì mất đi một cái điều gì đó quý giá, thì nếu mà bạn nam này rời đi thì có nghĩa là bạn nam này bạn thật sự không yêu bạn ấy. Và bạn mình thấy là bạn nữ bạn sẽ gọi là tìm kiếm một người thực sự phù hợp hơn. Nếu như bạn nam này thực sự gọi là muốn từ bỏ, không muốn gọi là đấu tranh cho tình yêu này, thì bạn nữ này bạn sẽ thấu suốt mọi điều và bạn sẽ không có một cái sự gọi là quá đau khổ, quá buồn bã, bất an nữa, mà bạn biết lo cho bản thân bạn ấy, biết suy nghĩ cho bản thân bạn ấy, và bạn vẫn có một sự gọi là trân trọng xem bạn nam này là một người đã từng quen, một người bạn đem đến cho bạn những bài học. Mình thấy bạn nữ này bạn sẽ không hối tiếc nhiều điều vì bạn đã trao trọn hết tình yêu này rồi, bạn đã gọi là sống hết mình cho tình cảm này. Còn bạn nam này thì chưa biết thổ lộ tình cảm, chưa sống hết mình, chưa biết cố gắng, chưa biết đấu tranh cho tình yêu này, thì bạn chỉ có bạn nam này hối tiếc thôi. Còn bạn nữ này mình thấy là bạn cảm nhận, mình cảm nhận được là bạn nghĩ là bạn xứng đáng được một người thực sự yêu thương bạn thật lòng, tận tâm với bạn ấy ha. Cho nên bạn nam nào mà yêu thực sự thì cứ bày tỏ nỗi lòng tình cảm để không mất đi một người yêu thực sự chung thủy và trao trọn tình cảm cho bạn ha. Hai bạn đây yêu rất nhiều nhưng mà cái sự thổ lộ tình cảm thì còn rất là thiếu ha. Bạn nam ở đây còn thiếu nước, thiếu sự dịu dàng, thiếu sự chân tình ở đây, còn che đậy cảm xúc nhiều quá, và còn có một sự nguyên tắc quá, còn gì bản thân nhiều quá ha, và chưa biết thấu hiểu người yêu. Bạn nam này khi mà nếu mà rời xa bạn nữ là bạn sẽ muốn nói bạn nữ này, bạn ước gì bạn đã đối xử bạn nữ này tốt hơn ha. Bạn biết là bạn đã làm xáo trộn mọi thứ, giống như là yêu mà không dám nói, mà nói ra những cái điều khiến bạn nữ bị tổn thương á. Rồi bạn từ khi mà bạn gặp bạn nữ này, bạn trở thành một con người tốt hơn, một con người biết yêu thương, rồi biết cách thấu hiểu người khác hơn. Bạn nữ này ra đi cũng đã để cho bạn nam này một cái bài học rất là sâu sắc đó. Bạn nữ này bạn muốn nói bạn nam này là bạn rời bạn nam trước khi bạn nam sẽ rời khỏi bạn ấy, giống như là bạn sẽ gọi là chuẩn bị sẵn sàng để hãy rời bỏ trước, vì bạn rất là sợ cái cảm giác bị người khác gọi là từ chối bỏ rơi ha. Cho nên mình thấy là bạn sẽ rời đi trước, bạn chuẩn bị tinh thần rồi bạn mới rời đi ha. Bạn nữ này mình nói là bạn rất là e ngại để có thể là tương tác với bạn nam này, kết nối bạn nam này. Trong trường hợp này một số bạn đã kết nối chia tay hơi nhiều ha. Bạn nữ muốn nói là bạn nam sẽ không thể nào biết được, thật rất là sự là rất khó khăn để có thể bạn nam này ra đi như vậy. Bạn nữ này cũng rất là trằn trọc suy nghĩ nhiều điều rồi mới có quyết định như vậy ha. Vì khi mà người phụ nữ mà họ cảm nhận được tình yêu mà họ đã vun trồng, họ cảm thấy là những gì mình bỏ ra không có nhận được một cách xứng đáng và không có kết quả, không thể thay đổi được người yêu của mình, và người yêu không biết thay đổi gì tình yêu này, thì bạn ấy sẽ có một sự chán nản và có sự thất vọng, bạn ấy sẽ rời đi.
tình yêu này thì bạn nữ vẫn luôn nhớ về những ký ức mà các bạn đã có với nhau, những gì mà trong quá khứ các bạn đã có với nhau, bạn rất là trân trọng những điều đó. Và đôi khi có thể là bạn nữ bạn hay nhớ về những phút giây ban đầu gặp bạn nam này rất là vui, rất là thú vị, và bạn luôn ước ao được như vậy ha, nhưng mà không được. Wow, các bạn thường hay có những cuộc nói chuyện qua điện thoại bày tỏ tình cảm, hoặc là sắp tới có khả năng là sẽ có những tin tức vui hoặc là những cái tin nhắn gì đó được diễn ra ở đây, những cái sự bày tỏ tình cảm với nhau, suy nghĩ về nhau và để cho nhau biết. Khi mà các bạn xa nhau hoặc là các bạn gọi là không có tương tác nhiều thì các bạn luôn ngắm nhìn hình ảnh của nhau, nhung nhớ về nhau và muốn tìm ra những kỷ niệm mới dành cho nhau. Và tình yêu vô điều kiện ha. Và tình yêu này thì mình thấy là nó giúp cho các bạn biết yêu thương bản thân nhiều hơn đó. Giống như kiểu là các bạn biết trân quý bản thân và biết gọi là yêu thương người khác một cách đúng cách đó. Và các bạn có những cái sự đam mê, cái niềm vui, cái sự nhiệt tình, cái sự thu hút lẫn nhau trong cái mối quan hệ này. Tình yêu này các bạn có sự nghiện ngập ở đây ha, nghiện ngập về cảm xúc và về thể xác cũng có. Và các bạn bị ám ảnh về nhau rất là nhiều, các bạn có sự chiếm hữu nhau. Và mình thấy có sự rất là khó để thể rời bỏ cái mối quan hệ này. Các bạn yêu nhau có một sự gắn chặt về trái tim với nhau đó. Thì khi mà các bạn đã thực sự muốn rời bỏ là lúc đó các bạn ở đây đã có thực sự rất là đau đớn rồi, chịu hết nổi rồi mới rời đi thôi, vượt ngưỡng cái giới hạn chịu đựng của bạn, bạn mới rời đi thôi ha. Rồi bây giờ để mình xem coi chữ cái trong tên thì có những chữ cái nào ha. Và đây là cái phần gọi là xem tham khảo vui giải trí thôi, chủ yếu là cái nội dung của trả bài này. Chữ C, chữ M, chữ Y. Cái tình yêu này là các bạn bị ngăn cản, các bạn bị khóa cái cổ họng, cái luân xa cổ họng, không có nói ra được những cái điều mà các bạn thực sự muốn trong mối quan hệ này đó. Chữ T ha, chữ S, như kiểu là muốn nói mình yêu nhưng mà vì lý trí, vì cái bạn ngã cái to, các bạn nói ngược lại. Chữ V ha. Rồi cung hoàng đạo, xem có những cung hoàng đạo nào nổi bật. Có thể là tất cả bất kỳ cung hoàng đạo nào, nhưng mà xem để các bạn có thêm cái sự tham khảo thôi. Và cái phần này do một số bạn yêu cầu nên mình làm cho các bạn được hài lòng ha. Cung hoàng đạo nổi bật nè: Kim Ngưu, Thiên Bình, Sử Nữ, Song Tử. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. 2, xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi họ có sợ mất bạn hay không. Và đây một cái chủ đề là một số bạn yêu cầu ha. Và đây những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Mình thấy một số bạn tụ 3 ở đây thì các bạn là những người rất là gần gũi với mẹ của bạn ha. Các bạn rất là được mẹ bạn quan tâm, săn sóc. Một số bạn thì các bạn rất là giỏi, các bạn rất là độc lập, tự tin trong cuộc sống. Các bạn là những người đang đứng trước giữa hai sự lựa chọn nào đó. Các bạn có những cái suy nghĩ kỹ lưỡng, thấu đáo, rồi các bạn mới quyết định hành động ha. Một số bạn thì các bạn là những người có sự hoài niệm đó. Các bạn rất là mộc mạc, giản dị, đơn sơ, thuần khiết. Rồi để xem coi người yêu của bạn là ai.
Thấy một số bạn là cha hoặc mẹ đơn thân chọn tụ này cũng khá nhiều á. Mình thấy cái người này thì họ đã từng trải qua một cái mối quan hệ cũng có một sự gọi là khắc cốt ghi tâm, cũng đã gọi là kết thúc hoàn toàn mối quan hệ đó rồi. Và cái người này thì mình thấy họ là một người có suy nghĩ rất là thông thái, hiểu biết, có sự chững chạc, hiểu rõ về nhân tình thế thái này và biết cách gọi là đối nhân xử thế. Và cái người này thì mình thấy họ có sự thân thiện hòa đồng, là một người xuất thân từ một gia đình cũng có một cái sự danh giá ở đây ha, hoặc là họ là một người luôn hướng về một mái ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn đủ đầy, giàu có sung túc. Và cái người này thì mình thấy họ rất là có một cái sự gọi là tu thân tích đức ha, là một người có tính hướng thiện, một người hiểu nhiều và có khả năng cho người khác những cái lời khuyên chân thành và hữu ích. Và bây giờ nếu như bạn là bạn nam xem trả bài thì cái người mang năng lượng nữ trong trả bài này chính là đối tượng của bạn. Còn nếu như bạn là bạn nữ xem trả bài thì cái người mang năng lượng nam trong trả bài này chính là đối tượng của bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem bạn nam là ai. Bạn nam này mình thấy bạn có vẻ khá là đơn độc, cô độc trong cuộc sống. Bạn là một người sống cổ điển ha, thích có thời gian dành cho bản thân, không có thích gọi là nơi xô bồ, mà bạn thích gọi là những nơi kín, những nơi gọi là yên tĩnh và thích chiêm nghiệm những điều trong cuộc sống, thích đam mê học hỏi nghiên cứu phát minh tìm tòi, thích đọc sách, thích nghiên cứu về những cái lĩnh vực văn hóa gì đó trong cuộc sống. Nói chung mà ấy là một người có một cái sự rất là giống như một người trải nghiệm nhiều trong cuộc sống rồi đó, người có một sự chững chạc là đứng tuổi rồi ha. Bạn nam này thì mình thấy bạn là một người có khả năng chữa lành cho người khác đó, một người có khả năng cho người khác lời khuyên hoặc là cho người khác những cái sự ấm áp, giúp cho người khác có sự cân bằng. Bạn là một người có sự tiết chế chừng mực trong lời ăn tiếng nói. Bạn nam này một người có sự gọi là rất là vững vàng trong cuộc sống, có sự điềm tĩnh giải quyết vấn đề, suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, sáng suốt. Và bạn nam này mà mình thấy là một người có sự kiên nhẫn bền bỉ và kiên trì vượt qua mọi khó khăn thử thách để có thể là tạo ra một cái nền tảng vững chắc cho tương lai về giá trị tiền tài sung túc đủ đầy. Và là một người có tầm nhìn xa, một người khi mà đã thành công mà sẽ đề ra những phương hướng tiếp theo cho cuộc sống của mình chứ không có sự dậm chân tại chỗ. Và mình thấy cuộc sống bạn nam này đã từng trải qua một cái giai đoạn khá là suy sụp buồn bã, một cái sự gọi là mất mát gì đó, thì mình thấy là từ đó thì bạn trở nên gọi là được khai sáng, bạn hiểu sâu về cuộc sống này hơn và bạn biết sống đúng, sống hoàn thiện hơn. Và mình thấy thì bạn nam này mọi người cũng là một người có cảm xúc, một người cũng có sự gọi lãng mạn, có sự hồn nhiên trong tình yêu nữa. Bạn nam này mình thấy bản hình như cũng không có yêu nhiều đâu. Và bạn ấy thuộc kiểu người yêu ai là yêu hết mực hết lòng, yêu chết đi sống lại ha, kiểu vậy. Bạn nữ này mình thấy bạn là một người rất là cứng rắn trong cuộc sống á. Mặc dù vẻ ngoài thì khá là dịu dàng, chu đáo, tận tâm, nhưng mà bên trong bạn là một người rất là vững vàng, kiên định, bản lĩnh và sự sắc sảo, khôn ngoan, trí tuệ. Mình thấy bạn nữ này rất là được nhiều người yêu thích á, được nhiều người săn đón á. Và toàn là những người chững chạc vững vàng trong cuộc sống thôi. Bạn nữ này mình thấy là năng lượng của bạn ấy á, đôi khi cũng có điều giống nam tính, đôi khi cũng có những cái sự cứng rắn mạnh mẽ như đàn ông vậy đó ha. Và bạn là một người biết nhìn người á, bạn là một người đã trải nghiệm nhiều nên cho nên bạn ấy là một người rất là biết rõ ràng, biết người này tốt hay người kia không tốt, bạn biết gọi là quan sát kỹ lưỡng và là một người thu thập thông tin rất là giỏi luôn ha, chuyện gì bạn nữ này cũng biết trơn á. Và khi mà bạn đã muốn biết cái chuyện gì thì bạn sẽ muốn tìm ra ngọn ngành cho ra cái câu chuyện ra lẽ ở đây. Bạn nữ này thì mình thấy bạn là một người cũng có sự nhân từ ẩn sâu trong cái sự gọi là lạnh lùng, là cái sự nhân từ, cái sự thương người, nhưng mà lúc trước có khả năng là gặp toàn là những người gì đâu không, mà những người mà gọi là không có trân trọng bạn ấy, lợi dụng bạn ấy, cho nên mình thấy thời gian, thấy trải nghiệm đã giúp cho bạn ấy có sự gọi là được mở mang kiến thức, được gọi là
nhận thấy được nhiều điều trong cuộc sống, cho nên bạn ấy có sự khép kín, bạn ấy có sự gọi là không quá gọi là trao đi cái sự giúp đỡ một cách vô tội vạ nữa, mà bạn biết cách giúp đúng người đúng hướng và rất là công bằng chính trực ha. Mình thấy bạn nữ này là một người có khả năng làm việc liên quan đến nhóm, đến cộng đồng, đến hội nhóm gì đó, và bạn là một người có sự tỉ mỉ, có tay nghề, có sự khéo léo, có sự tinh tường. Và bạn luôn mong ước về một cái người đem đến cho bạn một cái tình cảm thấm thiết, mặn nồng, một người gọi là chính trực, chung thủy, tận tâm, một người sống có trước có sau, một người có sự gọi là quan tâm, yêu thương, chiều chuộng, nâng niu. Nói chung bạn nữ này mình thấy bạn hy vọng được có một người yêu như vậy ha. Và có khả năng là bạn nhìn thấy ở bạn nam được cái tố chất như vậy. Đồng thời mình thấy thì bạn nữ này là một người cũng có khả năng là bạn cũng có nhà cửa, hoặc là bạn là một người có một cái sự thành công trong cuộc sống, có được sự vững vàng, niềm vui, thắng lợi gì đó. Hoặc là bạn luôn mơ ước có những cái chuyến đi du lịch với người yêu, có thời gian tận hưởng bên người yêu của mình một cách ngọt ngào, lãng mạn. Mình thấy một số bạn quen nhau là do người khác giới thiệu, hoặc là quen qua môi trường công sở làm việc, hoặc là quen qua môi trường bạn bè gì đó ha. Mình thấy trong mối quan hệ này thì bạn nữ này, bạn cảm nhận bạn nam này chính là định mệnh bạn ấy ha. Bạn cảm nhận như người này có khả năng đi đến lâu dài được. Thấy bạn nam là người có sự chắc chắn, có sự vững vàng. Và trong tình yêu này mình thấy bạn nữ bạn có sự gọi là rõ ràng trong suy nghĩ. Bạn luôn có một sự gọi là bảo vệ quan điểm, hoặc bảo vệ cho bản thân không có bị đau. Và bạn luôn gọi là phát triển bản thân mình, bạn không có quá cái sự gọi là phụ thuộc vào tình yêu ha. Mình thấy tình cảm bạn nam dành cho bạn nữ là một cái tình yêu tràn đầy cảm xúc, lãng mạn, nồng ấm. Và bạn cảm nhận bạn nữ là một người rất là chân tình ha. Khi mà các bạn ở bên nhau thì bạn nữ cho bạn nam cảm xúc nó có sự dạt dào. Và bạn nam này bạn có sự chủ động với bạn nữ này rất là nhiều ha. Muốn tiến tới, muốn chủ động, muốn làm quen, hoặc là muốn cho bạn nữ này những cái chuyến đi du lịch vui vẻ. Tuy nhiên đôi khi bạn nam này bạn cảm nhận bạn nữ này là một người khó hiểu, khó đoán, và không biết là bạn nữ này suy nghĩ những gì. Và luôn cảm nhận bạn nữ là một người có nhiều nỗi sợ trong tình yêu ha. Không có sự rõ ràng, quyết đoán trong tình yêu chẳng hạn. Nói chung là vậy. Hoặc có nhiều điều không có nói với bạn nam này, cho nên bạn nam mà không có hiểu bạn nữ này ha. Rồi, để xem coi họ có sợ mất bạn hay không. Mình thấy bạn nam này rất là sợ mất đi bạn nữ này nha. Cảm thấy tổn thương vô cùng lớn luôn á. Tan nát trái tim, rồi có một sự chạm đáy nỗi đau vượt ngưỡng luôn. Mệt mỏi nặng nề luôn ha. Phải dành cho bạn nữ này tình yêu rất là nhiều. Và bạn cảm thấy vô cùng gọi là đớn đau, buồn bã, và có sự gọi là giống như là bị người yêu mình rời bỏ mình một cách gọi là âm thầm lặng lẽ. Cảm thấy rất là bị tổn thương, mất mát. Và khi mà nếu mà bạn nữ này bạn rời đi một cái là bạn nam bạn sẽ gọi là luôn nhung nhớ và nhớ về những ký ức đẹp, những cái gì mà các bạn đã có với nhau, những khoảnh khắc bên nhau. Và bạn luôn mong muốn có sự quay trở lại ha. Mặc dù nếu mà các bạn có sự rời đi rồi thì có khả năng bạn nam mình có sự gọi là đi nhưng mà còn nuối tiếc, còn vương vấn và muốn quay đầu trở lại kiểu vậy đó. Chân muốn đi mà lòng chưa muốn kiểu vậy. Nói chung là bạn nam này mình thấy là cái người này thì họ đớn đau nhiều hơn là tụ một tụ hai ha, đớn đau cùng cực luôn đó. Cho nên họ rất là sợ mất cái bạn nữ này.
Mình thấy nếu như bạn nam bạn rời đi thì bạn nữ này bạn cũng có những cái sự đắn đo do dự, cũng có những cái niềm đau, những cái nỗi niềm buồn bã, cũng có sự gọi là giằng co trong tinh thần. Nhưng mà mình thấy là bạn sẽ vượt qua được ha. Bạn không quá gọi là đớn đau như bạn nam này, nhưng mà bạn cũng có những cái sự tổn thương, cũng có sự nhớ nhung, cũng có đôi lúc cảm thấy rất là buồn, chán, cảm thấy như mất phương hướng, cảm thấy cuộc đời giống như là kiểu không biết tương lai sẽ đi về đâu kiểu vậy á. Nhưng mà bạn ấy sẽ lấy lại tinh thần, và bạn ấy vẫn cố gắng vững vàng bước tiếp trên con đường của mình, bạn ấy vẫn vững vàng mạnh mẽ. Tại bạn nữ này là một người có cái tính mạnh, có cái cá tính nó mạnh, là một người đã trải nghiệm nhiều, cũng đã trải qua những cái mối quan hệ đau thương rồi, cho nên bạn cũng không có gì gọi là quá gọi là đớn đau tiêu cực, mà bạn sẽ tập trung vào niềm vui cuộc sống hơn, tập trung vào gia đình của mình hơn, và tập trung vào những hướng đi, những cái đường hướng sắp tới. Và bạn ấy cũng có một cái sự gọi là cầu xin cùng với ân trên để giúp cho chuyện tình yêu của bạn ấy tốt đẹp hơn chẳng hạn. Nói chung là bạn nữ này mình thấy bạn có sự tin tưởng vào những kế hoạch mà vũ trụ đem tới cho bạn ấy. Nếu là người thực sự yêu bạn ấy thì sẽ ở lại bạn ấy, còn nếu không phải là người thực sự dành cho bạn ấy thì bạn ấy sẵn sàng để người ấy ra đi, vì bạn ấy nghĩ là dù cho níu kéo mà người ấy không thương mình thì nó cũng vô ích. Cho nên mình thấy bạn nữ này có tầm nhìn xa, bạn biết suy nghĩ kỹ lưỡng, và bạn là một người có trực giác nhạy bén ở đây nữa. Và có khả năng là bạn sẽ dùng những chuyến đi đi du lịch, hoặc là gặp những người bạn thân đi đâu đó để khuây khỏa nỗi buồn. Thì nói chung bạn nam ở đây mới sợ mất bạn nữ nhiều hơn, còn bạn nữ này thì bạn đã qua nhiều thử thách trong gai rồi, thì nếu mà người nào đó rời đi thì coi như là họ không có duyên. Bạn đã có những cái suy nghĩ nó thấu suốt mọi điều rồi, cho nên bạn cũng hơi trằn trọc, bất an, buồn phiền một thời gian thôi, nhưng mà bạn ấy sẽ lấy lại được tinh thần ha. Còn bạn nam này mình thấy hình như là đau thương hơi bị lâu luôn á. Wow, cái tình yêu này sắp tới sẽ có những cái sự gọi điện thân thiết với nhau, rồi nhắn tin cho nhau, suy nghĩ về nhau và cho nhau biết. Đây chỉ là cái giả định thôi ha, một số bạn quen thì vô xem cho vui ha. Giả định một số bạn thì đang có ngăn cách nói chia tay với nhau rồi, thì mình thấy là mình đang diễn tả những cái tình cảm, những cái tâm tư của các bạn ha. Sắp tới sẽ có cuộc nói chuyện, làm rõ vấn đề, hoặc là các bạn sẽ bắt đầu từ tình bạn đi lên. Có khả năng là không được người yêu thì làm bạn chẳng hạn, hoặc là từ từ nói chuyện thấu hiểu nhau rồi từ từ mới ra đi đến tình cảm. Đây là mối quan hệ nghiệp quả ha, đến để moi móc lên nhau những cái nỗi sợ, những cái sự lắng lo đau đớn, những cái sự mệt mỏi để các bạn giải quyết hoàn toàn những cái điều đó. Còn nếu như mà khi mà các bạn đã thực sự giải quyết xong, hoàn tất cái bài học này xong mà các bạn còn yêu nhau, các bạn vẫn tiếp tục. Còn nếu như các bạn giải quyết xong mà các bạn không còn vì nhau cố gắng nữa là mối quan hệ này sẽ rời đi ha. Cái này là do ở các bạn thôi. Tình yêu này mình thấy có một cái sự gọi là khá là cổ điển á, tình yêu cổ điển á ha. Một số bạn thì khi mà các bạn xa nhau thì các bạn hay nhớ về những kỷ niệm mà các bạn đã có với nhau lắm. Mình thấy một số bạn nữ ở đây, bạn đã biết yêu thương bản thân và bạn biết tập trung vào cái giá trị của mình. Và một số bạn nếu mà đang trong giai đoạn cái lá chia tay, bạn nữ đang trong giai đoạn healing, chữa lành, làm những công việc ở phần bản thân của mình, chăm sóc đứa trẻ bên trong của mình và tạo cho mình một cái niềm vui trong cuộc sống. Và có sự trân trọng biết ơn như mình đang có. Một số bạn thì đang có gọi là nâng lên được cái level này, và khi bạn đã nâng lên được cái cấp độ này là bạn sẽ không còn gọi là quá gọi là bi lụy trong tình yêu nữa, và bạn sẽ gặp được một cái tình yêu chân thành đúng đắn dành cho bạn. Một số bạn nam ở đây mình thấy là nếu mà các bạn có sự gọi là ngắt kết nối chia tay á, là có khả năng là lúc đó các bạn chưa hiểu nhau, và bạn nam bạn nghĩ là cần có cho nhau khoảng không gian riêng, cần để nhau đi, mặc dù đớn đau đó nhưng mà bạn quyết định như vậy để suy nghĩ chững chạc trưởng thành hơn. Đây là lời nói của những người ngắt kết nối chia tay nè. Một số bạn nam ở đây bạn sẽ đợi một cái dấu hiệu từ bạn nữ này,
xem bạn nữ này có thay đổi hay không, hoặc là có vì tình yêu này mà muốn trở lại hay không chẳng hạn. Và khi mà xa nhau rồi thì lại tìm kiếm nhau ở mọi nơi ha, bạn nam này đó. Tìm kiếm bạn nữ này, hoặc là qua những cái tình huống, những cái điều mà nam gặp phải trong cuộc sống, bạn luôn có một sự nhớ về bạn nữ này. Bạn nữ này thì bạn đã bắt đầu hiểu ra được cái kết nối này, ý nghĩa kết nối này là cái mối quan hệ nghiệp quả. Và một số bạn nữ ở đây thì bạn muốn mối quan hệ này hơn trên mức tình bạn ha. Vẫn muốn là bạn của nhau. Và bạn nói là bạn rời bạn nam này trước khi bạn nam này có thể rời bỏ bạn ấy, giống như là bạn rất là sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị ám ảnh những cái điều đó, cho nên bạn sẽ gọi là mạnh mẽ rời đi trước khi bạn nam này nói ra những lời từ biệt ha. Ở đây là toàn là những người bạn mà đang trong giai đoạn cái kết nối chia tay thôi ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ xem coi những cung hoàng đạo nào nổi bật ở đây, thì có khả năng là có tất cả các cung, nhưng mà các bạn yêu cầu thì mình làm cho các bạn được vui vẻ, được thỏa mãn, cự giải nè, thiên bình, song ngư ha, song tử, rồi chữ cái trong tên thì gồm có một số bạn quen người nước ngoài, có chữ W nè, chữ O, chữ G, chữ K, J, chữ F ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.